Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều. Vì người ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Lát bây giờ chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Như các bạn đã biết, đặc tính của tình yêu đó là sự lãng mạn. Thế nhưng một cuộc hôn nhân tốt đẹp phải có những đặc điểm, càng giản dị bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, và phải thực tế. Thực tế bằng cách nào anh? Thì thực tế thật đơn giản thôi, là chồng phải là chồng và vợ phải ra vợ. Đâu có thực tế bằng cách là chồng đi làm là phải mang tiền về cho vợ. Đó là cái nguồn hạnh phúc của mỗi người vợ khi đợi chồng đi làm về. Thì đúng rồi, đó là thực tế đó. Dạ. Chứ không phải là chỉ lâu lâu cứ mang hoa về hoài không được. Dạ. Chứ không phải yêu nhau là chỉ nói những lời hoa mỹ là đủ, mà đúng phải rồi. Thể hiện cái trách nhiệm của mỗi người dành cho nhau. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón hai cặp đôi tham gia chương trình Tâm Đầu Ý Hợp ngày hôm nay. Tâm Đầu Ý Hợp. Dù cho mẹ chồng đi về Nam sâu, khúc mắc ở đâu mình cùng nhau giải. Khoảng cách ông bà để về con cháu, chẳng cần đau đớn vì đã có nhau. Bước tới cuộc chơi mình là bạn thân, đến khi kết thúc ta thật vẫn gắn kết. Vì ta đã hiểu nhau bao điều, hạnh phúc giờ đây trở thành điều dễ hiểu. Chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp và dạ. Hai cặp đôi sẽ có một ít giây phút để giao lưu trò chuyện cùng khán giả. Tất cả mọi người hãy giới thiệu về mình. Chào Đức Thịnh, chào Lâm Vĩ Dạ. Chào hai bạn đây. Chào anh. Kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Lê Huỳnh là diễn viên, còn đây là bà xã Quỷ Mỹ Linh, cũng là diễn viên. Anh chị đã cưới nhau bao lâu rồi ạ? Linh với lại Lê Huỳnh lấy nhau 5 năm rồi. Có mấy bé à? Ở nhà thì có ba bé. Ba bé? Ba bé là ba bé gà trống. Chưa có đứa nào. Nếu như mà hai người tự chọn một cái điểm mà mình chưa hài lòng về nhau, cái điểm gì? Dạ anh này thì hiện tại thì bây giờ em vẫn chưa thấy có cái gì chưa hài lòng với anh này hết. Hiện tại anh này rất là cưng em, chiều em, dạ thương em. Đó, nhiều đó là em thấy cuộc sống vợ chồng của em giờ là mãn nguyện rồi. Trời ơi, chúc mừng anh Huỳnh ha. Sướng yeah. Quá trời. Em cũng được biết về mối tình của vợ chồng anh Lê Huỳnh và Mỹ Linh. Cái này gọi là, ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên. Nhưng mà em thấy hai người cũng xem nhau chứ đâu có lớn hơn nhiều đâu anh hả? Thôi, dạ. Anh có vậy chứ nhỏ hơn Đức Thịnh á. Điểm số là nhỏ hơn Đức Thịnh nha. Rồi làm như hết hồn. Bây giờ mời cặp đôi Kiwi Ngô Mai Trang và anh Đỗ Hoàng Dương. Ngô Mai Trang và anh Dương xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tâm Đầu Ý Hợp, cũng như là gửi lời chào đến anh Thịnh, chị Lâm Vĩ Dạ và anh Huỳnh và chị Mỹ Linh. Ngày hôm nay thì vợ chồng Trang rất là vui bởi vì có mặt trong chương trình để cùng chia sẻ những câu chuyện về tình yêu ở cùng với cặp đôi bên cạnh ạ. Trang rất mong quý vị sẽ ủng hộ chương trình. Xin cảm ơn. Cho phép được hỏi là anh Dương đang làm nghề gì ạ? Mình có một công ty nho có kinh doanh về bất động sản. Kinh doanh bất động sản. Hai người đã cưới nhau được bao nhiêu năm ạ? Bọn mình cưới nhau được 13 năm rồi. Có ba bé trai. Nhà anh Thịnh có con trai không? Có hai đứa con trai. Dạ em cũng hai đứa. Em hai con rồi à? Thế à, nhìn em mong manh như sương khói thế kia. Dạ, cũng như chị nhà thôi à. Em nhìn là em tưởng chị Trang chưa có bé nào luôn á. Quá mi nhon. Bây giờ nếu như mà cái thang điểm 10 cho cái hôn nhân á, thì anh tự chấm là cái hôn nhân mình đang ở thang điểm mấy? Mình chấm 9,5. Vì nếu mà được một cô con gái nữa, thứ tư nữa thì là 10. Quá cao ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chương trình ha. Chương trình Tâm Đầu Ý Hợp có 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để cho các cặp đôi kiểm tra về độ tâm đầu ý hợp của mình. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào giành số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với vòng 1 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng 1 này
đây sẽ là sân chơi dành cho các cô vợ. Hai anh chồng sẽ vào phòng chờ và các cô vợ sẽ phải trả lời 3 câu hỏi của chương trình. Sau đó các anh chồng quay trở lại so sánh đáp án với chồng mình. Mỗi đáp án trùng khớp sẽ mang về cho mình 5 điểm. Và xin mời các anh vào trong. Cười là hơi nguy hiểm rồi. Sau khi kết hôn á, anh Quỳnh anh có một cái sự thay đổi nào không so với lúc đang yêu không? Dạ không luôn. Không luôn. Dạ, hai vợ chồng em bây giờ nhiều người gặp người ta cũng nói là nhìn em như là vợ chồng son vậy đó. Dạ. Tức là vẫn yêu nhau như ngày đầu. Ồ, vậy. Vậy còn Trang thì sao á? Em thấy so với thời gian đầu á, thì sau 13 năm thì hôn nhân nó có độ chín hơn. Bởi vì khi mà bắt đầu một cuộc hôn nhân thì hai cá thể sát nhập vào nhau thì nó có những cái bất đồng nho nhỏ để hai cá thể để nó hòa quyện. Sau 13 năm em thấy mặn nồng hơn ạ và hạnh phúc hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 1. Câu số 1 như sau. Sau khi cưới, tổng số cân nặng của hai vợ chồng tăng lên là bao nhiêu ký? Em thì em chia sẻ luôn là hồi trước khi lấy chồng á, cân nặng của em là 48. Bây giờ là 47 là sùng ký. Còn chồng em là 56, bây giờ là 63. Là lên 7 ký. Khá quan tâm ha. Đó, nhưng mà trừ đi 1 ký của em là tổng số cân nặng của hai vợ chồng sau khi cưới tăng lên là 6 ký. Đó là như vậy. Đó, bây giờ Trang trả lời đi. Trước khi cưới thì anh Dương 74 cân. Và bây giờ cưới xong rồi thì tất nhiên lấy vợ thì sẽ ngủ ngon hơn, mọi cái sẽ không lo lắng hơn thì chắc chắn là lên cân rồi. Bây giờ là 79 cân. 79 cân. Vâng, 5 đến 6 ký. 5 6 ký. Rồi. Rồi, còn em thì vẫn giữ cân nặng như thế. Em là không thay đổi. Em không thay đổi. Bây giờ mình chốt luôn là 5 hay 6 luôn nè. 5 cân. 5 cân. Còn Linh? Dạ, còn em thì anh Quỳnh thì ảnh rất là giữ phọt. Ảnh lúc nào sáng nào cũng tập yoga để anh giữ cái thân hình của ảnh vẫn tròn trời giống như từ hồi ngày em gặp ảnh tới giờ. Còn em thì dạo gần đây có hơi tròn lên xíu. Dạ, cho nên là em nghĩ là số cân mà từ ngày hai đứa đến bây giờ là lên khoảng từ 2 cân. Đó là đáp án cuối cùng của em đúng không? Dạ, 2 cân. Và bây giờ là câu hỏi số 2. Sở thích nào của chồng mà bạn không thích? Sở thích của chồng mà em không thích ạ? Không thích. Đó là sở thích nấu ăn. Bởi vì anh Dương nấu ăn xong thì đi dọn sau anh ấy mệt mỏi lắm. Bởi vì anh ấy nấu ăn xong anh bày ra. Bởi vì anh ấy nấu ăn thì anh ấy sẽ bày khắp cái bếp và người dọn sẽ là em. Mặc dù là chung sở thích nấu ăn. Chung sở thích nấu ăn nhưng mà có những bất đồng. Nên là lắm khi em bảo thôi anh để cho em nấu mình cũng được. Bởi vì anh nấu anh bày ra em dọn còn mệt hơn. Vậy là câu đáp án là nấu ăn. Là nấu ăn. Còn Linh thì sao? Còn em thì hồi nãy anh có nhắc tới mấy con gà của ảnh. Ở nhà là ảnh có một cái thú vui là ảnh có nuôi mấy con gà kiểng. Thì sáng nào ảnh cũng lên trên đó mấy tiếng đồng hồ với mấy con gà đó. Nhiều lúc em thấy ảnh phải bị mất thời gian với nó nhiều quá. Cứ ngày nào cũng em thấy cứ đi lên đi xuống. Nào là cho ăn thịt bò nè, cho ăn cà chua nè, lúc nào cho ăn cà, lúc nào cho ăn thịt, rồi lúc nào là cho ăn giá. Ảnh châu chuốt cho nó dữ lắm luôn. Cho nên là em nói là chỉ có cái đó của ảnh là em hơi không thích nhẹ thôi. Đáp án của em là? Đáp án của em là chăm gà kiểng. Rồi, chăm gà kiểng. Chờ xem rồi lát nữa hay ổng ra có trùng khớp hay không ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Đó là điều gì của bạn mà chỉ có mỗi chồng mới có thể chấp nhận được? Em ví dụ luôn là cái nết ngủ của em. Em ngủ em ngáy rất to. Ngủ với ai họ cũng sợ, nhưng chỉ có ngủ với chồng em là chồng rất ghiền cái tiếng ngáy của em. Và em không ngáy chồng không ngủ được. Em cha có tật xấu gì cả. Trời ơi. Lát nữa ổng có nói như vậy không? Lát hồi anh ra là biết liền. Ông ra nói thời quá nhiều tật xấu. Anh ấy có nói với em là này nhá, chỉ có anh mới chấp nhận em cái kiểu mà em ăn nó như con mèo vậy thôi. Đó. Thế thì là chọn đáp án là ăn ít đúng không? Ăn như con mèo. Rồi, ăn ít. Đúng không? Rồi, bây giờ đáp án của bạn là? Ăn ít và chồng em chấp nhận điều đấy. Còn lên thì sao? Còn em là bị cái tật ngủ nhiều. Em ngủ nhiều hả? Em lúc nào mà không đi quay á là em có thể ngủ một lèo cho đến 10 giờ, 11 giờ luôn. Anh nói là hồi xưa anh dậy rất là sớm. Nhưng mà sau khi về cưới em cái là ngủ theo em riết rồi bây giờ anh cũng ngủ trễ luôn. Thì là anh chấp nhận cái ngủ trễ của em cho nên anh ngủ theo em. Vậy đáp án của bạn là? Là ngủ nhiều theo em. Ngủ nhiều theo em. Dạ.
Như vậy là chúng ta đã trải qua 3 câu trả lời. Và chúng ta chờ xem là hai ông xã có đồng ý với lại hai bà xã hay không. Xin mời hai anh chồng quay trở lại sân khấu. Chào đón hai anh chồng đã quay trở lại sân khấu. Anh Dương có hay nấu ăn không? Có, mình cũng thường xuyên đấy. Thường xuyên nhưng mà ít, vẫn ít hơn là vợ nấu nhiều hơn. Anh Quỳnh hay nấu ăn không? Trời ơi, ngày nào cũng nấu hết. Ủa chứ cứ vợ về chi rồi ngày nào cũng nấu ăn? Chia phe. Hai chia phe. Sáng Quỳnh nấu đồ ăn sáng, trưa chiều cái vợ vô nấu. Đây là một câu hỏi, nó liên quan đến sự quan tâm lẫn nhau của cả hai vợ chồng. Nếu không để ý thì khó có thể trả lời được. Câu hỏi như sau: sau khi cưới, tổng số cân nặng tăng lên của hai vợ chồng là bao nhiêu? Tức là vợ tăng bao nhiêu và chồng tăng bao nhiêu cộng lại. Dạ, đúng rồi. Mời anh Dương. Sau khi cưới xong á, thì mình tăng ký khủng khiếp lên đến tận 5 ký. Nhưng mà bà xã mình thì vẫn giữ nguyên được ký. Cho đến ngày hôm nay á, là mình tăng so với hồi đó là gần 5 ký. Đáp án là 5 ký. Rồi, Trang, so đáp án nè. Đúng rồi. Tại vì lý do là như này. Tại vì lý do là vợ chồng em là hai người, thật sự là hai người chuyên gia về giảm cân. Cho nên ngày nào cũng đứng lên cân 2-3 lần. Từ ngày cưới đến giờ đó là cái này nắm rất chặt. Câu hỏi này câu hỏi tủ rồi. Câu hỏi tủ. Dạ. Và với đáp án trùng khớp này thì gia đình của chị Trang và anh Dương đã mang về cho mình 5 điểm. Đầu tiên xin chúc mừng. Quỳnh thì hai chồng bây giờ đó cái vụ mà tăng cân hay gì hết trơn, giống như hai chồng Dương đâu. Anh là em thấy anh vẫn như vậy. Quỳnh thì không có tăng cân. Có tăng thì cũng cần chừng ký à. Không đáng kể. Không đáng kể. Còn vợ tăng cỡ 2 ký. Cho cái đáp số chắc khoảng 3 ký đi. Có chắc chưa? Chắc luôn. Mỗi lần cặp đôi nào mà không trùng khớp là MC chúng tôi rất là vui á. Phải có gợi ý rồi kìa, anh đổi đáp án đi. Đúng rồi á, anh trả lời đúng rồi đó. Bây giờ anh có chốt đáp án hay không? Chốt đáp án rồi, chắc cỡ vợ thì tăng lên 2 ký. Anh là tăng mấy ký? Chắc chừng 2 ký là 4 ký à. Nghĩa là anh cũng có tăng lên 2 ký. Có tăng 2 ký thôi, cao lắm. Ok, coi như là 5 ký đi. 5 ký nữa. Chốt 5 ký luôn đi. Lớn dạ. Dữ vậy. Rồi, giờ chốt đáp án 5 ký. Chốt ra 5 ký đi. Chốt đáp án. Người ta nghĩ có 2 ký thôi. Trời ơi. Tại vì không bao giờ người phụ nữ muốn nhận là mình mập ra đâu anh. Không, cái này là em nhận. Lại. Dạ. Đây, số ký của anh á, là bà xã mình nói là anh không có lên ký. Anh là giữ dáng tốt hết trơn á. Cái số 2 ký là của bà xã đó. Bà xã. Và đáp án không trùng khớp này không mang về điểm cho đội của anh Quỳnh và chị Linh. Rất tiếc. Câu hỏi thứ hai là sở thích nào của bạn mà vợ không hề thích? Nếu như mà phải đi ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè thì mình hay về khuya. Nhưng mà ăn nhậu nó cũng đâu phải gọi là sở thích. Sở thích này lành mạnh nha, nhưng mà hơi phiền. Đó, gợi ý vậy luôn rồi á. Mà lạ ở chỗ là cả hai vợ chồng đều có chung sở thích này, mà vợ lại cảm thấy phiền khi mà anh có cái sở thích đó. Hai vợ chồng cùng sở thích đấy, nhưng mà mỗi lần lại phiền nhau là sở thích nấu ăn. Bởi vì thế này, mỗi lần vợ tôi nấu á, mà tôi lại gần bảo là bỏ thêm tí muối vào, nhìn cái ánh mắt, nhìn cái quăng cái tay cái là biết thiếu muối rồi. Bảo anh đã nếm đâu mà anh biết. Cái là cãi nhau một lúc là thôi anh đi ra đi. Thế lại bực mình lúc ăn lại rồi. Mình lại chê là thích chiêu cho muối vào mới ngon rồi vào đâu thế này. Còn tóm lại là cùng sở thích nhưng lại hay khó chịu. Vậy anh đây, chọn đáp án là nấu ăn. Rồi, cho đáp án. Nấu ăn. Mày. Hồi nãy á, bà xã anh không phải là phiền cái mà anh xía vô cái chuyện gia vị này kia. Mà phiền, anh biết phiền gì không? Không biết. Bày bừa sau khi nấu ăn. Anh nấu ăn hay bày bừa rồi. Anh nấu anh bày tùm lum đồ mà chỉ dọn không. Và đáp án trùng khớp này cũng đã mang về cho gia đình chị Trang và anh Dương thêm 5 điểm nữa. Xin chúc mừng. Còn anh Quỳnh, anh 5 năm anh vẫn phải trả lời. Ở nhà tôi thấy tôi thích gì mà vợ tôi cũng thích chung hết trơn, đâu có gì không thích đâu ta. Giỡn hoài, ảo tưởng nữa. Có cái khó chịu dữ lắm. Ảo tưởng quá anh. Bực bội ghen tị luôn á. Khó chịu hả? Không lẽ tôi thích nuôi mấy con gà. Ai biết.
ai biết được. Rồi. Cô nuôi mấy con gà. Rồi. Chắc vậy quá. Mới ngủ trễ, con gà cái sáng tôi đem con gà ra gái. Hoài là bị không ngủ được. Rồi, tôi nói là cái vụ mà tôi thở sở thích tôi nuôi gà mà không thích. Chốt đáp án luôn. Chốt đáp án luôn. Rồi, sao đáp án? Chăm gà kiển. Trời ơi. Và đáp án trùng khớp này đã mang về cho gia đình anh chị 5 điểm đầu tiên. Chúc mừng. Gà kiển hay gà đá đó anh? Gà kiển. Cũng giống như bên này là cái lý do của vợ đưa ra nó không phải là bà gà gáy mà ồn ngủ không được mà là anh mất quá nhiều mất thời gian cho mấy con gà. Bà ghen tị, bà không chịu. Cưng còn hơn cưng vợ mà. Được rồi, cũng có chăm mình mà. Khi nào không chăm mình kìa mình mới khó chịu. Thì em ý là em nói là em không thích một chút thôi chứ không phải là khó chịu hoàn toàn với cái chuyện đó của ảnh. Có khi nào anh đi đâu về mà thấy nguyên cái gỏi gà trên bàn không? Chạy lên coi liền. Trời ơi. Bữa nay giúp em ơi, giúp con gà tôi rồi, chạy lên coi gà còn nguyên. Ở đâu vậy? Nói gà này em mua ngoài chợ. Trời ơi thôi đừng nghe, mai mốt đừng ăn thịt gà ở nhà nghe, đi chỗ khác ăn thịt gà, đừng gà ăn thịt gà ở nhà. Đầu tiên. Đầu tiên. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 là điều gì của vợ mà chỉ có mỗi bạn chấp nhận được? Kiểu như là chỉ có tôi mới chịu được cái tính này của bà thôi, chứ không ai mà chịu được. Ví dụ vậy. Kiểu vậy đó. Linh có cái tật xấu nào mà chỉ có anh mới chịu được không? À, có. Có cái vụ mà không thích vợ á là làm gì hay bài. Đó. Ủa là bài. Nãy giờ vô bếp bài là bả bài chứ mấy anh bài hả? Bài dữ lắm. Nhưng mà mình phải chấp nhận được nha. Có nghĩa là không phải là ghét luôn, chấp nhận được. Không có nhắc là tính ra là Linh cũng nhiều tật ha, chứ đâu phải chỉ mỗi cái tật đó đâu. Giờ thêm cái tật bài. Chấp nhận được hả? Không có ghét hả? À, mẹ vụ shopping online. Trời ơi, cậu nói cậu đó. Trời ơi sao nghĩ là tật xấu, tôi nghĩ tôi khó khăn quá, tôi đâu có tật xấu gì đâu. Ngàn giang liên quan câu số 2 là con gà, tức là ăn thịt gà đó anh. Đừng quan tâm đến những gì ở bên ngoài, chồng hãy bỏ nó ra hết đi, sàng lọc lại. Thấy thương cho anh Quỳnh quá. Bên mình đưa ra đáp án bài bừa đi. Chốt đáp án bài bừa. Mời Linh cho đáp án. Ơi thiệt luôn. Ngủ nhiều. Có liên quan thì cô làm qua ai đâu. Ngày nào chồng cũng hay nói vợ là hồi xưa tôi dậy sớm lắm, giờ tại bà ngủ nhiều cho nên tôi phải ngủ theo bà. Cái vụ ngủ hả? Đã nói liên quan đến câu số 2. Cái vế đó là đã nói vậy rồi. Cái vụ gà gái giờ ngủ được. Ngủ được. Tức ghê. Ảnh sàng lọc tới vụ con gà mà anh bỏ vế sao. Mà tính ra nhiều cũng nhiều tật ha Linh ha. Bây giờ lòi ra nhiều lắm nè. Quá nhiều tật. Ai bừa nè. Ngủ bên online nè. Ngủ nè. Mấy ăn thịt gà. Với đáp án không trùng khớp này thì gia đình của anh Huỳnh và chị Linh không mang về điểm cho mình. Rất tiếc. Chúng ta sẽ đến với đáp án của anh Dương. Mời anh. Mình nãy giờ mình suy nghĩ rồi. Nói chung là có nhiều đấy. Nhưng mà không, có nhiều đúng không? Chưa nói hết. Nhưng mà cái mà mình lại thấy rằng là không vấn đề gì mà hoàn toàn có thể chấp nhận được, đó là thói quen khi mỗi lần hai vợ chồng xem phim thì rất hay ngủ. Tức là mình dùng một từ gọi là chốt lại là mất tập trung khi xem phim. Mất tập trung khi xem phim. Mời em cho đáp án của em xã. Ăn ít. Đúng rồi, cũng là một đáp. Và ở đáp án này thì rất tiếc gia đình của anh Dương và chị Trang cũng không mang về điểm cho mình. Sau khi kết thúc vòng 1 thì số điểm hiện tại như sau: gia đình của anh Quỳnh và Mỹ Linh mang về cho mình 5 điểm, còn gia đình của chị Trang và anh Dương tạm thời dẫn trước với số điểm là 10 điểm. Xin chúc mừng. Và trước khi đến với vòng 2 với những câu hỏi thật là thú vị và bất ngờ thì quý vị khán giả hãy ở yên trước màn hình TV nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng khán giả đang quay trở lại vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Oh, oh, oh,
Và vòng 2 này ngược lại với vòng 1, bởi vì đây là sân chơi dành cho các anh chồng và hai cô vợ sẽ vào phòng chờ. Sau đó các anh chồng trả lời 3 câu hỏi, rồi các cô vợ quay trở lại so sánh đáp án với chồng mình. Mỗi đáp án trùng khớp sẽ mang về cho đội mình 10 điểm. Và xin mời các cô vợ vào trong. Tâm đầu ý hợp. Trong đời sống vợ chồng thì ai là người thường xuyên bày tỏ cái tình cảm của mình dành cho người kia chứ? Thực ra thì bà xã lại là người mà bà xã lại là người không yêu nhiều lắm. Trước mình là gần như có thể tạm gọi là gần như là chưa yêu ai. Thì đến lúc yêu mình em thì em lại yêu một số mối tình rồi. Thì nhưng mà đến lúc yêu bà xã thì mới thấy là chính là bà xã mình Trang ấy lại là người dạy mình cách yêu. Mọi khi những tình yêu trước thì mình rất ít khi bày tỏ tình cảm với nhau. Thế nhưng mà ở trong cuộc sống hôn nhân này thì vợ em lại là người rất hay bày tỏ tình cảm với em, làm cho em cũng cảm thấy vậy là một cách trước đây mình yêu chưa đúng cách. Đúng. Bây giờ phải học cô ấy là mình cũng học cô ấy cách bày tỏ ngược lại. Thế là mình thấy là chính ra là em là được người dạy cách biết yêu đấy. Thế còn anh Quỳnh, ở nhà mình á là ai là người hay bày tỏ tình cảm với người kia? Thì cũng y vậy, cũng bà xã thôi. Tại vì Huynh á thì nói chung là cái tuổi tác đối với bà xã đó là nó cách xa nhau quá. Mình thì hầu như là cái tình cảm yêu đương á nó cũng mệt mỏi rồi. Nên gặp bà xã đó là bà xã cũng yêu mình trước, thì sau đó tìm hiểu nhau trong khoảng thời gian rất ngắn rồi tiến tới hôn nhân luôn. Và bây giờ thì câu hỏi đầu tiên ở vòng 2 như sau. Phản ứng đầu tiên của bạn khi được nghe vợ nói em yêu anh là gì? Mời anh Dương. Tôi có câu trả lời luôn rồi. Rồi. Thì cái thói quen này thì vợ chồng mình lặp lại cả chục năm. Là mình hay có một thói quen là nếu muốn giải thích cái gì hoặc không cần giải thích gì, một cái vấn đề gì thì thường hay rất hay cầm tay nhau, cầm tay người kia áp lên má người này và nhìn thẳng vào mặt này, cứ nhìn vào mắt này cười cười thì là đấy là một cái thói quen của gia đình. Khi anh nghe vợ anh nói em yêu anh là anh làm như vậy, cái động tác thói quen của hai đứa. Như vậy anh chốt đáp án là cầm tay đặt lên má mình, nhìn vào mắt và cười. Cầm tay đặt lên má và nhìn vào mắt và cười. Nếu có thiếu chút cười thì cũng đúng. Còn anh Quỳnh, khi anh nghe vợ anh nói em yêu anh, phản ứng đầu tiên của anh là gì? Cái đó thì cũng không ngạc nhiên, nhưng phản ứng của mình là nhìn bà xã cười. Anh cũng yêu em. Là nhìn bà xã cười lại và cũng nói lại anh cũng yêu em. Đó là đáp án của anh à? Nhìn bà xã cười, anh cũng yêu em. Rồi, chúng ta chuẩn bị chuyển sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là khi vợ giận bạn sẽ làm gì để xoa dịu cô ấy? May mắn cho em là giống hệt như câu trước. Mỗi lần với ai vợ chồng có bất cứ cái gì thì đây là thói quen mà để làm lành á. Là của vợ chồng mình là ra cầm tay người kia cười xong áp lên má nhìn nghe cười không nói gì. Vì nói là bị vô duyên nên không nói gì hết. Chỉ nhìn cười thì người kia hiểu ý. Rồi, như vậy là làm gì? Lành. Là nắm tay, áp má và nhìn vào mắt vào nhau và cười. Rồi anh cho đáp án là vậy đúng không? Đáp án như vậy. Bây giờ Quỳnh biết rồi, hiểu rồi. Mỗi lần mà thấy bà xã nó hơi giận cái gì đó, thấy không? Hay là có vấn đề gì đó, lỡ làm bà giận đó, là bắt đầu Quỳnh mới giả bộ. Nhưng mà hỏi cục cưng, chiều nay muốn ăn gì? Dậu gì anh mua đồ gì anh làm cho? Tức là anh mời đi ăn, kiếm cái gì đó, hoặc là nấu ăn cho. Nấu đồ ăn. Vậy bây giờ anh cho đáp án là gì? Bà xã giận thì mình dụ bà xã ăn món gì đó, bà xã thử. Rồi, ăn một món gì đó. Mai ăn món gì đó. Đó đáp án. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 3. Khi thấy vợ mua sắm thường xuyên, bạn sẽ viện lý do gì để không đi cùng? Mời anh Quỳnh. Ví dụ chẳng hạn thì cuối tuần cái dẫn bà xã đi ăn uống, cái bà xã rủ đi xe bên luôn đó. Mua đồ mà mình đi tối mặt luôn á. Cái hồi mình nói trời ơi anh tối mặt rồi, già lớn tuổi đó cưng. Tuột đường đi không nổi thôi. Giờ cũng đi mình đi. Anh ngồi anh nghĩ mệt. Rồi cưng đi mình đi. Hạ huyết áp đây phải. Đúng rồi. Không, lúc trả tiền mới hạ huyết áp mà. Rồi anh Quỳnh cho đáp án là lý do tuổi tác, sức khỏe. Rồi còn anh Dương, thực tình là mỗi lần mà đi shopping mà có bà xã đi cùng, nghĩa là hai người cùng đi shopping á, thì 10 lần như cả 10 lần là lại toàn là mình là người chọn đồ cho mình, xong bà xã lại ok chọn đồ cho mình, xong cái đi về là hết thời gian bà xã không chọn được đồ cho bà xã. Thường là mỗi lần đi shopping là đi một mình chứ không rủ mình đi à. Vì lần nào mình đi rồi cũng cuối cùng cũng là mua đồ cho mình hết thời gian. Chốt đáp án là vậy. Chốt lại phương án là mình sẽ ở nhà để cho vợ có thời gian mua sắm nhiều hơn.
Vậy là chúng ta cũng đã trải qua ba câu hỏi ở vòng 2 này dành cho hai anh chồng. Mời các cô vợ quay trở lại sân khấu để so sánh đáp án cùng chồng mình. Xin mời. Chào mừng hai cô vợ đã quay trở lại sân khấu. Hồi nãy là hai anh chồng đã có những cái chia sẻ về cái cuộc sống hôn nhân rất là thú vị. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi thẳng vào câu hỏi số 1. Phản ứng đầu tiên của chồng bạn khi được nghe bạn nói em yêu anh là gì? Cứ nhớ mà kỳ đó ở cái game show gì đó. Nè, không anh vừa... Anh đang gợi ý một cách lộ liễu. Em có hay nói câu này không? Có, thường đó. Anh ở nhà em cũng hay nói chồng ơi, anh thương chồng quá à. Đó, ra lại cái... coi. Anh nói gì, chồng cũng vậy. Bây giờ là nói thử lại coi. Chốt chưa? Bây giờ là anh Quỳnh sẽ là người biết đáp án mà đúng không? Dạ. Bây giờ em nói thử coi là anh Quỳnh làm đúng hay sai. Chồng ơi, vợ yêu chồng quá à. Chồng cũng yêu vợ lắm. Giờ vợ đáp án lên xem. Dạ. Nhìn vợ cười và nói anh cũng yêu em. Dạ. Và sự trùng khớp này cũng đã mang về cho gia đình mình 10 điểm. Chúc mừng anh chị. Mỗi lần nói em yêu anh thì anh Dương ảnh phản ứng như thế nào? Khi mà em nói em yêu anh á thì anh Dương á, anh hay ngại lắm, anh ít khi nói thành lời, anh sẽ cầm tay xong là áp lên mà. Đúng không? Bây giờ để kiểm chứng nè. Giờ em nói lại đi. Ôi, lại phải nói, nhưng mà ở đây đông người sợ anh xấu hổ. Dạ, nói lại đi, sao xấu hổ anh sợ. Em yêu anh. Lên má, nhìn vào mắt và cười. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Và xin chúc mừng, đáp án này cũng trùng khớp và gia đình mình cũng mang về 10 điểm. Yeah. À, mỗi gia đình được 10 điểm rồi nha. Coi bộ cái này là cái điều mà các gia đình đã hay làm với nhau, cho nên là mới đưa ra được đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là: khi bạn giận, chồng sẽ làm gì để xoa dịu cơn giận của bạn? Mời Linh. Dễ quá. Dễ quá. Dễ quá. Đó là hành động thôi. Cũng đã ngủi đó, nhớ không? Thôi nè. Nhắc nè. Em nhớ là thường thì nếu như mà mỗi lần mà giận á thì em là sẽ im lặng, em sẽ không nói gì hết. Còn anh này á thì anh sẽ xuống ha. Ăn gì ông cưng, vợ chồng chở đi cưng đi ăn. Nay có thèm ăn gì ông cưng. Đó. Là thường là những lúc mà giận là anh sẽ là người hay giả bộ, tại biết em thích ăn. Quá. Dạ, biết em thích ăn. Mỗi lần mà em giận thì anh này sẽ hỏi em ăn cái gì. Ăn cái gì không? Dạ. Thế mặt anh Quỳnh tâm đắc quá mà. Quỳnh tâm đắc quá. Thôi so sánh đáp án đi anh. Đối thủ này. Đáp thủ quá. Cùng vợ ăn món mà quay thích. Xin chúc mừng gia đình của anh chị lại mang về cho mình thêm 10 điểm nữa. Chơi căng thẳng quá, đối thủ khỏe hồn giỏi quá. Biết chiều, bây giờ mình lại so dịu hay. Bên kia là món ăn hơi vật chất đúng không? Dụ. Bây giờ gợi ý nè, bên đây nó mang màu sắc tinh thần. Nói chung là một tinh thần này thôi. Tinh thần này không, nhưng em sẽ đưa thực tế ở nhà giận như nào thì thử xem có đúng không nha. Đúng. Thông thường thì khi mà em giận mà anh Dương muốn xoa em dịu. Cũng im lặng lắm, cũng muốn xoa dịu thì sẽ mua một bó hoa, sau đấy sẽ cầm tay xong lại lặp lại động tác mà em thấy thường xuyên, đó là đặt lên má như kiểu là ăn năn hối lỗi á. Thì em nghĩ cái động tác đấy là khi mà anh ấy phạm lỗi hoặc là em giận thì anh sẽ làm thế. Rồi. Cầm tay đưa lên má. Mời anh so sánh. Cầm tay. Vẫn là cái động tác muôn thợ đó. Hay quá. Và đáp án này lại trùng khớp. Mà mình trùng khớp thì mình có 10 điểm. Chúc mừng. 13 năm rồi đấy. Thì anh Dương mai mốt mà muốn xoa dịu là phải mua thêm bó hoa nữa. Dạ, chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi cuối cùng. Khi thấy bạn mua sắm thường xuyên, chồng sẽ viện lý do gì để không đi cùng bạn? Chồng em á hả? Mời Linh. Thường thì chồng em sẽ hay nói rằng là thôi bữa nay không có được khỏe, tại vì có tuổi rồi, lớn tuổi rồi, già cả rồi, đau lưng nhức mỏi, làm đó, không có đi theo được. Nghe như ba đang than vậy. Không biết. Trời, ông ngoại dẫn cháu đi mua đồ hả? Nó nói
thường thì mỗi lần mà em rủ anh đi là anh hay vậy. Rồi vậy mình chốt đáp án là đau lưng nhức mỏi đi không nổi. Sức khỏe, tuổi tác, sức khỏe. Chính xác. Chính xác. Tuyệt vời. Và với đáp án trùng khớp này thì gia đình anh chị lại lấy thêm 10 điểm nữa của chương trình. Chúc mừng. Quá xuất sắc. Trang. Anh làm lý do lắm. Chẳng biết lý do gì rồi. Dễ thế rồi còn gì. Trời ơi, dễ thế rồi, còn gì. Mấy cái dễ thế đó mới là không nghĩ ra đó. Bây giờ gợi ý nha. Gợi ý nha. Có lý do này là không phải vì ảnh mà vì em. Tốn tiền của em đúng không? Vấn đề không phải là tiền. Bây giờ chốt phương án này. Mỗi lần đi thì anh ấy sẽ viện lý do là tốn thời gian của em à? Tốn thời gian của em. Tốn thời gian của em bởi vì là anh đi thì em cũng không mua sắm được thì sẽ ảnh hưởng đến thời gian của em nên là em phải chốt phương án đấy. Rồi, xem có chốt. Chốt được, chốt được. Chốt được. Dạ, mời anh. Chốt được. Đèn tắt thế. Vui. Ở nhà cho bác có thời gian vui. Hoàn toàn trùng khớp. Chọn luôn. Và với đáp án trùng khớp này thì còn nói gì nữa, mình có thêm 10 điểm. Dạ. Và rất là tuyệt vời thưa quý vị, bởi vì kết thúc vòng 2 này cả hai gia đình đều đang có đồng số điểm với nhau, đó là 30 điểm. Xin chúc mừng. Và chúng ta hãy giải lao ít phút để chuẩn bị đến với vòng 3 nhé. Quay trở lại với vòng 3 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Và vòng 3 này là dạng câu hỏi liệt kê, nghĩa là chúng tôi sẽ có 3 câu hỏi và các cặp đôi sẽ viết mỗi câu hỏi là 3 câu trả lời trên tấm bảng của mình. Và mỗi đáp án trùng khớp sẽ mang về cho mình 5 điểm, tối đa là 45 điểm. Và ở vòng thi này thì đội nào giành số điểm cao hơn sẽ quyết định được ai thắng ai thua trong Tâm Đầu Ý Hợp ngày hôm nay. Mỗi một câu hỏi chúng ta sẽ có 15 giây để trả lời. Mời hai cặp đôi lắng nghe câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 là 3 món quà mà mẹ vợ rất thích. 15 giây bắt đầu. Mẹ vợ hả? Bây giờ hỏi câu này làm sao tôi biết. Và bây giờ là giây phút chúng ta so đáp án của nhau. Mời anh Quỳnh và Linh. Ở bên này có đáp án là dòng xi men, vàng, tiền mặt và quần áo đẹp. Ở bên này có tiền, dầu xanh và kem đánh răng. Có cái đó có mà ai cũng thích hết trơn rồi, chắc anh biết là tiền. Tiền. Vậy còn cái vụ dòng xi men này là có tặng chưa? Đi quê đó, khoái đeo dòng xi men mà lần chùm vậy nè. Nhưng mà có tặng chưa mà biết mẹ thích? Có tặng lần rồi. Còn quần áo đẹp là có tặng chưa? Chưa, nhưng mà nghĩ chắc tại vì mẹ vợ tôi đó, một năm tôi gặp có một lần à. Tại sao nghĩ là kem đánh răng? Dạ, tại vì mỗi lần mà anh đi về Mỹ á, là thường là mẹ sẽ dặn là qua bển là tại mẹ thích dầu xanh, cho nên mẹ hay dặn anh á, là mua dầu xanh về cho mẹ. Với lại kem đánh răng ở bên đó mẹ cũng thích nữa, cho nên là lần nào qua bển mẹ cũng dặn đúng câu đó. Vậy là anh quên cái dầu xanh. Dầu xanh thì ta thích. Như vậy trong câu hỏi này, cặp đôi anh Quỳnh và Linh chỉ trùng khớp một đáp án và được 5 điểm. Chúng ta sẽ đến với đáp án của vợ chồng chị Ngô Mai Trang và anh Dương. Xin mời anh chị. Đầu tiên là có thuốc tây y tế. Bên đây cũng có thuốc. Hợp lý. Tiền. Có tiền. Có tiền không? Trùng khớp. Có tiền. Quần áo. Có quần áo luôn. Quần áo. Trùng khớp. Người ta cần tất cả ba thứ này. Dạ. Và với ba đáp án trùng khớp thì gia đình anh chị đã mang về cho mình 15 điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Ba đề tài chồng hay nói khi tụ tập bạn bè là gì? 15 giây bắt đầu. Hết giờ.
Và bây giờ là chúng ta sẽ so đáp án của gia đình chị Trang và anh Dương. Em xin mời. Đáp án bên này có nấu ăn. Bên đây có nấu ăn. Phim. Bên đây có phim. Du lịch. Bên đây là bóng đá. Anh thích bóng đá nhất cơ mà nhỉ? Đúng. Nhưng mà du lịch vẫn là một phần của cuộc sống. Đàn ông mà gặp nhau là nó bóng đá nhiều đó. Đúng, rất thích. Ít nói du lịch lắm anh. Nói chung là cả hai, nhưng mà thôi mỗi người một phương án. Như vậy câu hỏi số 2 này, gặp anh Dương và chị Trang đã có 2 trùng khớp, mang về số điểm là 10 điểm. Mình mở đáp án ra nha anh Quỳnh ơi. Nhưng mà tôi nghi chắc này không trúng câu nào quá. Tôi nhậu với vợ tôi không à. Đầu tiên, nấu ăn. Nấu ăn. Có. Có nấu ăn. Kể chuyện cũ. Nhắc chuyện xưa. Có luôn. Có luôn. Kể chuyện cười. Công việc. Không liên quan. Chỉ có 2 cái trùng khớp thôi. Nhau rồi. Như vậy cặp đôi của anh Quỳnh và chị Linh có được số điểm là 10 điểm. 10 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. 3 việc vợ muốn làm cùng chồng khi bị áp lực trong cuộc sống. 15 giây bắt đầu. Và chúng tôi sẽ xem đáp án của gia đình chị Trang và anh Dương trước. Xin mời chị Trang trước đi. Bên chị Trang có nấu ăn. Nấu ăn trùng khớp. Bên Trang có xem phim. Xem phim anh trùng khớp. Bên Trang có đi du lịch. Bên này du lịch trùng khớp luôn. Bên này giống như có giác tù nha. Trùng khớp bởi vì đây là hàng ngày bọn mình như thế này. Hàng ngày vậy. Và còn nói gì nữa ha anh Thịnh? 15 điểm thôi. Bây giờ sẽ là đáp án của gia đình anh Quỳnh, chị Linh. Anh Quỳnh thì hay bị liệu. Cứ mỗi một đáp án anh viết ra là anh đọc luôn. Người già ngộ. Hỏi mấy người già coi. Ngộ khôn dữ thật. Bên Linh có uống cà phê. Không có nha. Không có cà phê em ơi. Có xem phim nha. Xem phim. Coi phim. Coi phim. Nấu ăn cùng nhau. Món ăn. Được luôn ha. Rồi bên đây còn sai cái gì ta? Quên dùng cà phê. Chia sẻ công việc. Chia sẻ công việc. Trong câu số 3 này, cặp đôi của anh Quỳnh và chị Linh đã trùng khớp 2 câu và làm được số điểm là 10 điểm. Và trước khi công bố số điểm của vòng 3 này thì xin mời các anh chị ai về nhà nấy. Và bây giờ là tổng số điểm của vòng 3 này. Sau khi trải qua 3 câu hỏi thì Wow. Trên lệch khá xa đó. Gia đình của anh Lê Quỳnh và Mỹ Linh mang về cho mình 25 điểm. Còn gia đình của chị Kiwi của Mai Trang và anh Dương, nói gì giờ, 40 điểm. Bây giờ thì Lâm Vĩ Dạ xin được tổng kết số điểm sau 3 vòng chơi của 2 gia đình. Tổng số như sau. Anh Lê Quỳnh và Mỹ Linh mang về cho mình số điểm là 60 điểm. Xin chúc mừng anh chị. Và đội chiến thắng ngày hôm nay không ai khác đó chính là gia đình của chị Kiwi, Ngô Mai Trang và anh Dương với tổng số điểm là 80 điểm. Và đội chiến thắng ngày hôm nay sẽ nhận được 8 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. Chúc mừng anh chị. Đội thấp điểm hơn cũng được 5 triệu đồng từ chương trình. Chúc mừng.
Xin cảm ơn hai cặp đôi đã đến đây tham dự vào chương trình Tâm Đầu Quý Hợp và đã chia sẻ những cái tình tiết thú vị dí dỏm trong cái đời sống hôn nhân của mình. Không biết là anh Quỳnh và Linh có tâm tư gì để mà chia sẻ đến các cặp đôi đang cùng hành trình hôn nhân không? Thì Lê Huỳnh cũng trước nhất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Lê Huỳnh với Mỹ Linh đến đây để tham gia. Cảm ơn hai người MC dễ thương, cũng là những người bạn cùng nghề với tôi. Cảm ơn tất cả quý khán giả và lời nhắn nhủ đến các đôi sắp sửa tham gia. Không phải nên gắn bó, chia sẻ, tìm hiểu nhau và làm sao để cho hai trái tim mình cùng một nhịp đập cho nó thật là chắc. Thì khi mình lên chương trình này thì chắc chắn người thua sẽ là Đức Thịnh với lại Vĩ Dạ, chứ mình không có thua. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Thắng thua thật ra là cũng không quan trọng gì. Và cái việc mà trùng khớp hay không trùng khớp thực ra nó cũng chưa nói lên điều gì cả. Nhiều khi là hơi lệch nhau xíu đâm lại hay. Thật ra cái đó là cả một quá trình. Nhiều khi là chúng ta chỉ cần yêu thương nhau là đủ, hiểu nhau là đủ. Còn cặp đôi bên mình như thế nào? Không muốn chia sẻ gì không ạ? Vợ chồng mình đến đây thì chủ yếu là không phải là đến để thi đúng không ạ? Mà đến để cùng nhau chia sẻ những cái vui buồn trong cuộc sống, hạnh phúc gia đình. Và được gặp hai MC dễ thương cùng anh Lê Huỳnh với chị Mỹ Linh. Đặc biệt là để chia sẻ đến các bạn khán giả, mà đặc biệt các bạn khán giả trẻ ấy, là để cùng nhau tin rằng là hôn nhân không phải là tấm mồ chôn của tình yêu gì đấy như người ta nói, mà thật sự là rất là hạnh phúc nếu chúng ta biết cho đi và người kia cũng cùng cho nhau những cái điều tốt đẹp. Cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều, để giờ đây còn lại chúng ta một tình yêu. Ta là một mình em không tách rời, tâm đầu ý hợp. Ta là một mình em không tách rời, tâm đầu ý hợp. Nhà mến có nhiều cháu, có nhiều cháu cho nên em mỗi lần qua nhà mến chơi cái mấy cháu gọi mến là dì bô. Em biết bài cỏ xòe ô xe nắng yêu và gặp nhau em đi.